các bạn trở lại với Pop and Click Channel. Mình là Rin và mình đang có mặt tại Sài Gòn Sketchshop. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để lựa một bộ ván hoàn chỉnh. Các bạn cùng đi theo mình nhé. Đây. Và đây là Sang và hôm nay Sang sẽ hỗ trợ mình trong video này. Xin chào các bạn, mình là Sang. Hôm nay mình sẽ hỗ trợ Rin giúp các bạn tìm một bộ ván phù hợp với nhu cầu của mình. Những bộ cho người mới bắt đầu sẽ có giá từ 1.3 triệu cho đến 1.6 triệu. Những bộ chất lượng tốt hơn sẽ có giá từ 1.8 triệu cho đến 2.5 triệu. Những bộ chất lượng tốt nhất sẽ có giá từ 2.5 triệu cho đến 6 triệu. Trước tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn những bộ dành cho người mới bắt đầu. Đây thường là những bộ mà hãng đã ráp sẵn, có chất lượng ổn và giá thành không quá cao, thích hợp cho các bạn mới bắt đầu làm quen với môn này mà không muốn chi quá nhiều cho bộ ván đầu tiên của mình. Tiếp theo là những bộ có chất lượng khá hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài. Những bộ này thường được lắp từ các bộ phận rời, có chất lượng tốt hơn những bộ mà các hãng đã ráp sẵn. Và đây là những bộ có chất lượng tốt nhất, cũng được lắp từ những bộ phận rời, nhưng từ những thương hiệu lớn nhất. Mình cảm ơn anh Sang vì đã hướng dẫn cho mọi người về cách lựa những bộ ván complete. Và bây giờ nếu như các bạn đang muốn lắp lại một bộ ván tự chọn và có chất lượng tốt hơn thì mình là Điền Nguyễn và mình sẽ chỉ cho các bạn làm việc đó. Trước tiên là về deck thì cái deck chống chịu có thể làm bằng chất liệu khác nhau như là tre, sợi kết tinh hoặc là carbon. Nhưng mà cái chất liệu thông thường phổ biến nhất để làm nó chiếc deck là gỗ cây phong của Canada hoặc Mỹ. Điều đặc biệt là deck có đủ thứ loại, hình dáng, kích cỡ. Nếu các bạn thắc mắc thì các bạn hãy đến các shop để được tư vấn chính xác hơn. Trục thì cũng không khác gì deck, nó cũng được làm bằng nhiều chất liệu và có đầy đủ hình dáng và kích cỡ khác nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là cái size của trục nó phải vừa là size của deck các bạn. Thì điều này các bạn có thể đến các shop để được tư vấn thêm. Những chất liệu đó làm nên truck khá là đa dạng, từ hợp kim sắt, hợp kim nhôm cho đến những chất liệu cao cấp hơn là titanium. Và cũng tùy thuộc vào chất liệu làm nên cái truck mà cái truck sẽ có khối lượng nào khác nhau. Nhiều trục và deck thì quý các bạn cũng có rất là nhiều loại kích cỡ và hình dạng và màu sắc. Nhưng truyền thống là quý được làm một loại nhựa tên là polyurethane. Thế thì thông thường cái loại bánh mà được nhiều người chọn để bắt đầu chơi street hoặc là tập những cái trick kỹ thuật là bánh size 52 và nó phải cứng. Bearing có nhiều loại với mức giá khác nhau, dao động từ 250 cho tới 2.2 triệu. Thì mức giá càng cao, chất lượng của bearing càng tốt. Hardware hay được gọi là ốc và tán là một phần giúp liên kết cái mặt dán với cái trục các bạn lại với nhau. Dài là cần thiết những bạn nào muốn nâng trục của mình lên mà nhâm miếng lót hoặc là riser như thế này. Hardware thì có hai đầu chính, đó là đầu lục giác và đầu ba ke hay gọi là đầu yếu cộng. Giá của chúng dao động từ 100.000 cho đến 250.000. Grip tape hay được gọi là giấy nhám có nhiều họa tiết và màu sắc khác nhau và độ nhám của chúng thì tùy thuộc vào cái hãng sản xuất. Giá của chúng dao động từ 100 cho đến 300.000. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách lựa một bán hoàn chỉnh. Nếu các bạn thích video này thì hãy like và subscribe để ủng hộ các video tiếp theo của bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn.